Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Kính chúc quý vị có những giây phút thư giãn tuyệt vời. Vui lòng nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật sớm nhất những tin tức nóng hổi có trong nước và thế giới đến từ kênh tin tức 24 giờ TV. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với những tin tức chính có trong bản tin ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trong bản tin mới nhất về chiến dịch bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin tức chính sau đây. Nóng Trump đang đối mặt với bức tranh thảm khốc trong chiến dịch tranh cử 2020. Trump có thể không mất lợi thế vì nhiễm nCoV. Tổng thống Trump tuyên bố nối lại kế hoạch vận động tranh cử. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chi tiết trong bản tin. Thông tin đầu tiên, nóng. Trump đang đối mặt với bức tranh thảm khốc trong chiến dịch tranh cử 2020. Theo Politico, các cuộc khảo sát mới về bầu cử Mỹ được chia thành hai nhóm, nhóm có kết quả không khả quan cho ông Trump và nhóm có kết quả thảm khốc cũng cho Tổng thống. Politico cho biết, ở giai đoạn này của chiến dịch tranh cử vào năm 2016, ông Donald Trump cũng bị đối thủ đảng Dân Chủ là bà Hillary Clinton dẫn trước, theo kết quả các cuộc thăm dò. Năm nay, ngay trong giai đoạn nước rút này, theo kết quả thăm dò, ông Trump vẫn tiếp tục bị đối thủ đảng Dân Chủ là ông Joe Biden bỏ xa. Sau cuộc tranh luận trực tiếp lần thứ nhất với Joe Biden và mắc Covid-19, tình thế của ông Trump càng tồi tệ và ông đang phải đối mặt với một bức tranh thảm khốc, theo Politico. Ông xếp sau đối thủ Joe Biden với cách biệt lớn đáng kể, lần lượt là 16 và 14 điểm trong các cuộc thăm dò của CNN, SSRS và NBC News hoặc Wall Street Journal. 9 điểm trong cuộc thăm dò của thời báo New York, Đại học Siena ở Arizona, và 13 điểm trong cuộc khảo sát của Đại học Quinnipiac. Ngay cả trong cuộc thăm dò của nhà bình chọn nghiêng về phía tổng thống, Rasmussen Reports, ông Trump cũng xếp sau ông Biden hơn 10 điểm. Các cuộc khảo sát mới khi chỉ còn 3 tuần nữa là đến ngày bầu cử Mỹ, theo Politics hiện rơi vào hai nhóm, một là những cuộc khảo sát không khả quan cho ông Trump và hai là những cuộc khảo sát có kết quả thảm khốc cũng dành cho tổng thống. Nói cách khác, ở nhóm thứ nhất, ông Trump bị ông Biden dẫn trước, nhưng khoảng cách thì không gây sốc. Nhưng nhóm thứ hai lại cho thấy Tổng thống đương nhiệm đang đứng trước bờ vực của một thất bại lịch sử. Quay lại 4 tuần trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, các cuộc thăm dò cũng cho thấy ông Trump bị đối thủ Hillary Clinton dẫn trước tới 14 điểm. Tuy nhiên, theo Politico, năm cuộc bầu cử năm 2016 là một cuộc bầu cử đầy biến động. Trong suốt chiến dịch tranh cử, ông Trump đã hai lần thực sự vượt lên trước bà Clinton trong cuộc khảo sát toàn quốc. Vào tháng 5 và tháng 7, có nhiều thời điểm ông Trump rượt đuổi sát sao đối thủ Clinton. Ngược lại, cuộc bầu cử năm nay diễn ra rất ổn định. Kể từ ngày 1 tháng 4, ông Biden đã dẫn trước Trump về điểm trung bình của Real Clear Politics từ 4 điểm đến 10 điểm. Hiện tại, tính đến chiều thứ Tư mùng 7 tháng 10, ông Biden trung bình đang dẫn trước 9,4 điểm so với ông Trump đánh dấu mức dẫn trước cách biệt nhất của ứng viên Đảng Dân Chủ kể từ cuối tháng 6. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Trump có thể không mất lợi thế vì nhiễm nCoV. Cách Tổng thống Mỹ đương nhiệm ứng xử khi nhiễm nCoV có thể ít tác động đến kết quả bầu cử vì nhiều vấn đề đã được định sẵn, theo các chuyên gia Mỹ. Ngày 7 tháng 10, Trump quay trở lại phòng bầu dục làm việc, lần đầu sau khi trở về từ Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed, Maryland, ông nói việc nhiễm ncov là phước lành từ Chúa bởi nó giúp ông nắm được mức độ hiệu quả của các loại thuốc thử nghiệm. Trump cho biết ông đã yêu cầu các bác sĩ dùng thuốc regeneron cho rằng sự hồi phục của ông là do tác dụng của thuốc. Ông hứa hẹn sẽ xúc tiến cung cấp miễn phí thuốc này cho người Mỹ, bày tỏ lạc quan trước triển vọng có vaccine trước ngày bầu cử. Đánh giá về cách ứng xử của Trump khi bị nhiễm ncov, giáo sư Judith Califf, hiệu trưởng trường chính sách công George Sanford Mỹ cho rằng. Thái độ của ông với Covid-19 là nguy hiểm vì trái ngược với thông điệp của chính các chuyên gia của Tổng thống. Giữa tháng 8, Anthony Fauci, cố vấn về Covid-19 của Nhà Trắng, cảnh báo hàng loạt người Mỹ sẽ chết nếu nước này để nCoV lây lan nhằm đạt miễn dịch cộng đồng. Ông lưu ý Mỹ có nhiều người béo phì, huyết áp cao và bệnh tiểu đường, do đó nếu ai cũng nhiễm nCoV thì số người chết sẽ rất lớn. Theo Kelly, việc Trump nói với công chúng – không để virus chi phối cuộc sống, thể hiện sự thiếu tôn trọng với hàng nghìn nhân viên y tế đang nỗ lực chặn dịch ở tuyến đầu. Hơn thế bình luận của ông Trump được đưa ra dựa trên quỹ đạo hồi phục của ông, điều ông không cho rằng do có đặc quyền của một tổng thống, người dân Mỹ bình thường sẽ không được tiếp cận dịch vụ y tế tương tự. Tính đến ngày 8 tháng 10, Mỹ vẫn là vùng dịch lớn nhất trên thế giới, ghi nhận hơn 7,7 triệu ca nhiễm và hơn 216.000 người chết. Kelly nói Mỹ cần xem xét nghiêm túc mức độ nghiêm trọng của virus này. Hàng triệu người đã mất người thân, và đó là điều thực sự đáng sợ. Miêu tả cách xử lý của Trump khi nhiễm nCoV là đáng buồn. Giáo sư Mark Shelley, khoa khoa học chính trị Đại học bang Iowa, cho hay Tổng thống Mỹ không rút ra điều gì hữu ích từ trải nghiệm của bản thân. Trump dùng cơ hội này để củng cố các tuyên bố trước đây nhằm giảm bớt tác động của COVID-19. Trump còn sắp xếp cuộc trở về Nhà Trắng từ bệnh viện theo phong cách Hollywood khi xuất hiện ở ban công, gợi nhớ đến hình ảnh mạnh mẽ. Phó giáo sư Josef Ukinsky, Đại học Miami đánh giá, dường như Trump đang trình diễn về tình trạng bệnh tình của mình, xuất hiện trước công chúng và chụp nhiều ảnh. Hành động của ông gây nguy hại cho chính bản thân và những người xung quanh. Ukinski nói, bị nhiễm nCoV không phải là hình ảnh Trump muốn thể hiện trong chiến dịch tái tranh cử, vì thế ông làm mọi điều để thay đổi hình ảnh đó, ông muốn chứng tỏ mình là người mạnh mẽ để có thể tái đắc cử. Giáo sư Robert Alexander, chuyên gia về khoa học chính trị Đại học Bắc Ohio nhận định, thái độ của Trump với bệnh tình có thể hấp dẫn với những người ủng hộ trung thành của ông, nhưng dường như nhiều người Mỹ không vui. Bên cạnh đó màn thể hiện của Trump trong tranh luận đầu tiên với đối thủ Biden của Đảng dân chủ hôm 29 tháng 9 không được dư luận đánh giá cao. Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy tỷ lệ ủng hộ Trump giảm so với Biden. Hôm 6 tháng 10, kết quả thăm dò cho thấy cách biệt trong tỷ lệ ủng hộ giữa Biden và Trump tăng từ 5 lên 21 điểm sau khi Tổng thống nhiễm nCoV. Trước đó, Trump cũng có kết quả tương tự trong các cuộc thăm dò sau tranh luận đầu tiên giữa hai ứng viên Tổng thống. Theo Alexander, các sự kiện gần đây khiến Trump bị Biden bỏ xa, trong khi ông cần tăng tốc, giành lợi thế trong tháng cuối của cuộc tranh cử. Do đó, Trump sẽ phải tạo được đột phá mới có thể tái đắc cử. Một bất lợi khác của Trump, theo Shelley, là việc đa số nhân viên Nhà Trắng và một số lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa nhiễm nCoV hoặc sẽ bị cách ly làm hạn chế các hoạt động trong chiến dịch tranh cử của Trump. Hiện 34 nhân viên Nhà Trắng và những người có liên quan khác được cho là đã nhiễm nCoV. Ít nhất 10 tướng Mỹ, trong đó có nhiều chỉ huy quân chủng, phải tự cách ly sau khi Phó Tư lệnh Tuần Duyên dương tính. Tổng thống Mỹ có kế hoạch vận động tranh cử trở lại, bắt đầu từ ngày 12 tháng 10, hơn một tuần sau khi ông thông báo dương tính với virus. Ông dự kiến đến các bang chiến trường Florida và Michigan sau cuộc tranh luận lần thứ hai với ứng viên Tổng thống Dân chủ Joe Biden như lịch trình, theo The Hill. Khi ngày bầu cử không còn xa, giáo sư Shelley cho biết, Trump đang tiếp tục lôi kéo người ủng hộ cánh hữu ở quy mô hạn hẹp và những người sống ở nông thôn và thị trấn nhỏ. Trong khi đó, khu vực nông thôn ở nhiều bang đang cảm nhận tác động rõ rệt của COVID-19. Tại Iowa, một bang ủng hộ Trump, ngày 7 tháng 10, chính quyền công bố số người nhập viện do COVID-19 ở mức cao chưa từng có, hơn 440. Trong vòng 24 giờ, bang có thêm hơn 900 ca nhiễm mới và thêm 15 ca tử vong. Tổng thống đang mất đi người ủng hộ ở các bang chủ chốt, từng giúp ông giành chiến thắng vào năm 2016. Ông cũng khó có thể giành được cử tri ở các bang lớn từng bỏ phiếu cho Clinton cách đây 4 năm. Vì thế Trump phải chơi phòng thủ ở hầu hết mọi nơi. Trong nội bộ, Shelley cho rằng Trump không nhận được ủng hộ của nhiều thành viên Đảng Cộng hòa ở Quốc hội. Sau khi ông tuyên bố đình chỉ các cuộc đàm phán về kích cầu mới đến sau bầu cử, quyết định của ông Trump khiến chứng khoán phố Wall lao dốc, đồng thời đảo ngược những tiến bộ gần đây sau khi Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin và bà Pelosi tái khởi động đàm phán tuần trước giúp chấm dứt tình trạng đình trệ kéo dài. Tuy nhiên, phó giáo sư Uskinsky đánh giá những gì Trump thực hiện hiện nay có thể tác động hạn chế đến bầu cử vì nó có nhiều điều đã được định sẵn. Ông cho rằng hầu hết các cử tri Mỹ đã có quyết định từ lâu về việc ủng hộ ai trong số hai ứng viên. Trên thực tế, nhiều người đã bỏ phiếu. Dữ liệu của dự án bầu cử Mỹ ngày 6 tháng 10 cho thấy số người bỏ phiếu sớm bầu tổng thống năm nay đã vượt mốc 4 triệu cao hơn 50 lần so với 750 người vào cùng thời điểm năm 2016. Sự thay đổi này là do nhiều bang áp dụng rộng rãi phương thức bỏ phiếu sớm qua thư ở nhiều bang nhằm đảm bảo an toàn giữa đại dịch COVID-19. Giáo sư Kelly cũng cho rằng cách mà Trump ứng phó khi bị nhiễm bệnh có thể khiến ít cử tri thay đổi. Dù có những người không tán thành, Trump vẫn có người ủng hộ nhiệt tình khi ông được coi là một vị tổng tư lệnh có thể đánh bại nCoV. Ông sẽ xúc tiến kế hoạch tranh cử khi cảm thấy có thể, bất chấp lời khuyên của các chuyên gia y tế. Kelly nói, khó có thể dự đoán chiến dịch tranh cử của Trump. Thông tin cuối cùng trong bản tin ngày hôm nay, Tổng thống Trump tuyên bố nối lại kế hoạch vận động tranh cử. Trong một tuyên bố mới nhất vào sáng nay, Tổng thống Trump cho biết có khả năng sẽ nối lại các hoạt động vận động tranh cử vào ngày mai, sau khi các bác sĩ riêng cho rằng đã đủ điều kiện an toàn để tham gia các hoạt động công cộng. Các bác sĩ của tôi nói sức khỏe của tôi hiện rất tốt. Tôi có thể sẽ tiến hành các cuộc vận động vào tối mai, có thể tại Florida hay Pennsylvania. Sức khỏe của tôi rất tốt, có khả năng tôi sẽ tiến hành xét nghiệm COVID-19 trong hôm nay. Tránh không phải tranh luận trực tuyến, phía Tổng thống Trump đã đề xuất cuộc tranh luận vào ngày 15 tháng 10 tới, có thể lùi lại một tuần. Tuy nhiên, Ban vận động chiến dịch của ông Biden đã từ chối đề xuất với khẳng định ông Trump không có quyền điều chỉnh lịch tranh luận. Cựu Phó Tổng thống Biden cũng tuyên bố sẽ không tranh luận cho đến khi ông Trump khỏi COVID-19. Tôi không biết chính xác tình trạng cụ thể của ông Trump hiện nay, tôi mong đợi được tranh luận cùng ông ấy, nhưng chúng ta phải tuân thủ đầy đủ các quy định y tế cần thiết. Nếu ông Trump vẫn mắc COVID-19, tôi nghĩ chúng ta nên hủy bỏ cuộc tranh luận. Sự bất đồng giữa hai bên đang đặt câu hỏi về số phận của cuộc tranh luận thứ hai vào ngày 15 tháng 10 tới. Tổng thống Donald Trump hoàn toàn có quyền từ bỏ tham gia tranh luận. Vào năm 1980, cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter cũng đã từ chối tham gia cuộc tranh luận đầu tiên, nhưng tiếp tục tham gia vào cuộc tranh luận thứ hai. Vì vậy, việc quyết định tranh luận hay không là phụ thuộc vào mỗi ứng cử viên Tổng thống. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, Tổng thống Trump sẽ không bỏ lỡ cơ hội quan trọng vào thời điểm bầu cử nước rút hiện nay. Các chuyên gia y tế Nhà Trắng hôm qua cũng ra thông báo cho biết, nhà lãnh đạo Mỹ phản ứng tốt với việc điều trị COVID-19 và có thể nối lại các hoạt động vận động từ ngày 10 tháng 10. Theo một số nhận định, việc tổng thống Trump mắc COVID-19 vào thời điểm này đang mang lại lợi thế cho ứng viên Joe Biden. Về mặt chính trị, nếu ông Trump bỏ qua một cuộc tranh luận, ông sẽ mất đi một cơ hội thuyết phục thêm các cử tri ngay trước thềm bầu cử. Trong khi đó, nỗ lực tái xuất trước công chúng có thể tạo hiệu ứng ngược lại về một vị tổng thống bất chấp nguy hiểm sức khỏe của người dân trước đại dịch vốn đang nhấn chìm nước Mỹ. Tuy vậy, cũng có ý kiến cho rằng sức khỏe hồi phục thần tốc là một minh chứng rõ ràng cho cử tri Mỹ về quan điểm bấy lâu nay của ông Trump rằng COVID-19 không quá nguy hiểm và phải sống chung với virus. Sóng gió bổ vây ngay trước thêm bầu cử và cách mà nhà lãnh đạo Mỹ đương đầu có thể sẽ quyết định liệu ông Trump có tiếp tục giành thêm nhiệm kỳ 4 năm lãnh đạo nước Mỹ nữa. Bản tin trên cũng đã khép lại chương trình tin tức 24 giờ TV của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên nhấn đăng ký và chia sẻ kênh để liên tục cập nhật những tin tức mới nhất, chính xác nhất đến từ kênh tin tức 24 giờ TV. Và quý vị cũng đừng quên để lại quan điểm riêng của mình ở bên dưới phần bình luận. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo.